Color scheme. Đây hả? Màu này hả? Rồi. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file tên là file update.pp đúng không? Rồi trong này thì chúng ta sẽ có cái ID bằng đô la gạch dưới gì? Get ra cái giá trị ID đúng không? Ở trên URL. Xong chưa? Không nhỉ? Đây là chúng ta lấy được cái ID của người muốn cập nhật rồi nhá. Thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái đầu mối này để chúng ta tìm trong cái tổng hợp cơ sở dữ liệu kia của chúng ta xem là có cái bản ghi nào, có cái thằng user nào nó phù hợp với cái, có cái ID phù hợp với cái yêu cầu của tôi ở đây. Thì chúng ta sẽ lại đi lấy lại cái in, lấy lại cái dữ liệu ở bên kia, thì chúng ta lại require cái này. Lại require cái mớ này, clip này. Lấy dữ liệu ra từ file này, lấy ra danh sách student đúng không? Sau đó chúng ta phải lọc ra cái thằng student. Thì ở đây chúng ta sẽ có là sử dụng một phòng for y bằng 0, y nhỏ hơn cao của cái thằng student. Sau đó tiến hành là, không thì tôi dùng for x đi, cho tiện. For x của cái thằng student ST, chúng ta kiểm tra if nếu cái ST ở phần tử số mấy là cái ID, là cái con số số 0 bằng với cái ID được nhận từ URL, thì chúng ta có cái biến, cái biến student biến user bằng cái biến ST và tiến hành break vòng lặp ra ngoài. Và ở dưới này chúng ta kiểm tra nếu tồn tại, iset là cái hàm tồn tại đúng không? Hôm trước tôi dạy rồi, iset tồn tại cái biến user. À quên nhầm, nếu không tồn tại cái biến user thì hiển thị thông báo. Hiển thị thông báo là echo hiển thị ra người dùng không tồn tại. Người dùng không tồn tại và die nó đây, tức là dừng chương trình lại. Còn nếu tìm thấy người ta thì tiến hành là và dump cái user và die để thử xem có tìm thấy không. Check đi các bạn, check xem có ra. Được chưa? Ở đây logic là gì? Chúng ta lấy được cái con số, tức là cái số chứng minh, số xác định một cái người dùng từ cái đường dẫn trên URL đúng không?
Sau đó chúng ta lấy toàn bộ dữ liệu ở trong cái file kia ra, cái file dữ liệu của chúng ta ra, chuyển nó thành mảng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra từng cái phần tử trong cái mảng đấy một, xem có cái phần tử nào có cái số ID trùng với cái ID chúng ta lấy được trên URL thì chúng ta sẽ trả nó ra ngoài. Trong trường hợp chúng ta không tìm được cái biến user này thì sao, chúng ta sẽ trả lại là hiển thị một cái chữ là người dùng không tồn tại, đúng không? Còn nếu trong trường hợp chúng ta tìm được thì chúng ta sẽ va đam user đi ra ngoài. Được chưa? Test cái. Thấy không, ra chưa? Hoàng Văn Minh đúng không? Tôi lấy ra back lại, tôi lấy thằng khác, đây là Liễu Văn Hữu. Đúng không? Nhưng mà tôi lấy ra thằng số ID số 30, thằng này có không? Người dùng không tồn tại. Được chưa? Để tránh cho trường hợp là người ta phá dữ liệu của chúng ta thì chúng ta bắt buộc phải làm như vậy. Được chưa? Tìm thấy thì hiển thị ra, còn không tìm thấy thì báo là không tìm thấy. Đó. Đến đây chưa nhỉ? Ngân có kịp không? Rồi. Tiếp theo, khi đã lấy được dữ liệu rồi, nếu mà không lấy được thì nó đã đai ngay từ đây, nó không chạy những cái dòng dưới nữa, đúng không? Còn nếu mà đã tìm được dữ liệu rồi thì chúng ta lại đi ăn trộm lại cái form, cái data, cái HTML của cái trang tạo mới kia, chúng ta hiển thị ra ngoài này. Với họ và tên thì chúng ta có thuộc tính value của input này, các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ có là echo ra cái đô la user ở cột số mấy là của tên. Số 1. Hỏi vớ vẩn nhưng mà không trả lời. Được chưa? Ở dưới này là quê quán đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái value bằng 2. Được chưa? Và chúng ta có thêm ở đây nữa, đó là một cái input type bằng hidden. Input type hidden nó cũng là thẻ input thôi, nó vẫn gửi dữ liệu đi được, nhưng chẳng qua nó không hiển thị ra ngoài cho người ta sửa. Thì tôi sẽ có cái name bằng ID và value bằng cái user ở phần tử số 0. Được chưa? Còn ở đây chúng ta sẽ là update submit .php. Được chưa? Bây giờ thử cái nhá. Đúng Liễu Văn Hữu không? Bách lại. Nguyễn Quý Thành. Đúng không? Còn Hoàng Văn Minh. Đúng chưa? Và cái chữ ở dưới này chúng ta sửa lại trở thành là cập nhật. Rồi, làm đi. Được chưa? Đây là
Data cantik kayak link này hoặc một tờ này. Data cantik kayak là bài số dữ liệu mà link code cái gì mà code. Lên đi học thì bây giờ nào? Nó đang làm cái gì đây? Úi giời ơi, class là class. Trời ơi. Đúng không nhỉ? Thằng giúp nó. Huy. Ơ mày vẫn chưa làm cái thằng Tùng cô à, thằng Thắng cốt được à, nó trốn đâu rồi? Nó nghỉ đâu rồi. Ừ. Tiếng Anh là gì ạ? Thằng này học giỏi tiếng Anh à? Hả? Cần ai giúp thì tự kêu cứu đi.
Xong chưa? Giờ đây xong chưa? Có hiểu gì không? Hôm trước video rất ngắn, chỉ có 20 mấy phút thôi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể sửa dữ liệu ở trong này đúng không? Có thể sửa dữ liệu ở trong này. Ví dụ Liễu Văn Hữu đẹp trai, quê ở Bắc Cạn. Ví dụ thế, đúng không? Submit này. Thì nó gửi đi đâu? Ờ à, được rồi, tôi chỉ hy vọng được không biết là nó sẽ đi đâu là được rồi, thành công. Rồi, đi. Thì nó có ID 3, full name Liễu Văn Hữu đẹp trai. Hometown bằng Bắc Cạn, đúng không? Bây giờ chúng ta lại dựa vào những cái này để là cập nhật cái dữ liệu ở trong cái file, ở trong cái mảng kia, đúng không? Thì bây giờ chúng ta tạo ra cái file gì? Update submit.pp, đúng không? Tạo ra. Làm đơn giản mà. New file update submit.pp, xong chưa? Xong phim. Bây giờ chúng ta lại lấy ra đô la gì? ID này bằng cái gì? Đô la gạch dưới get ID tiếp theo là đến gì nhỉ? Full name à? Full name rồi đến cái gì? Hometown. Xong. Sau đó là chúng ta lấy được toàn bộ. Đây là thu thập thông tin này. Lấy ra danh sách sinh viên. Thì lại sang cái update này copy lại. Copy lại cả nguyên cả cục này luôn nhé. Đấy, danh sách sinh viên và tìm, cuối cùng là tìm ra cái thằng sinh viên nào là cái từ đã nào coi nào ASCII value có dùng vòng foreign này không được không nhỉ? Tận hai vòng. Mày rảnh thật đấy, tận hai vòng. Cần gì phải dùng hai vòng, một vòng là đủ mà. Vòng nó lấy ra để anh thế, anh lấy là để anh dùng lại. Thế hôm nay, nhưng mà cái lúc DeFi nó thay thế tất. Rồi, tôi dùng luôn forex nhá. Rồi, chúng ta có đô la key và đô la ST đúng không? Đố các bạn biết key này là cái gì? Key là cái số index. Đúng không, số index. Được chưa? Chúng ta sẽ có ST ở phần tử số 0 nếu mà bằng ID ở đây đúng không? Đúng chưa? Nếu bằng ID nhận được thì chúng ta sẽ có cái đô la student ở phần tử student ở phần tử thứ key. Nó có cái thuộc tính có vị trí là 1, tức là full name đúng không? Bằng đô la full name vị trí số 2 thì nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Hometown. Và break luôn. Thấy chưa? Xem cái mảng của chúng ta. Vadam cái student. Vadam này trước và Vadam sau khi thay đổi. Nhá. Thử xem sao. Đây là tìm tìm trong mạng xem có bản ghi nào phần tử khớp với ID thì thay đổi giá trị full name và hôm sau trở thành giá trị mới.
sao mạng ở đây càng ngày càng chậm nhỉ? Được chưa? Test thử bạn nhé. Đây, mạng cũ Hoàng Văn Minh, Lào Cai, Nguyễn Huy Thành, Thanh Hóa, Liễu Văn Hữu, Bắc Giang. Nhìn mạng mới này, Liễu Văn Hữu đẹp trai, quê ở Bắc Cạn này. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề không hả Tùng? Đọc kỹ đi xem tôi đang làm gì đấy. Dùng vòng for x để chạy từng phần tử trong mạng một đúng không? Đúng chưa? Chúng mình có cái key là chính là cái index, cái số 012 của cái mảng to ấy. Được chưa? Sau đó nếu mà cái phần tử đang được set có cái giá trị số 0 bằng cái giá trị mà bằng cái giá trị ID lấy được thì mình sẽ sử dụng cái student ở phần tử thứ key. Được chưa? Ở phần tử thứ key thay đổi cái thuộc tính có vị trí index là 1, tức là cái vị trí của thằng name bằng cái giá trị của biến full name, làm tương tự với cái giá trị số 2 là bằng thằng home sao. Hiểu chưa? Rồi xong break vòng lặp ra. Được chưa? Xong sau đấy thì sao? Đúng rồi, biết làm sao nữa? Đúng rồi, lưu vào. Đây gọi hàm lưu vào. Sao? Lưu vào đây. Xong sau đó là head location index. Thế hết phim. Redirect là điều hướng, chuyển hướng. Đố các bạn biết chữ direct nghĩa gì? Không biết à? Direct là định hướng. Được chưa? Hoa tiêu. Director nghĩa gì? Người định hướng. Đấy là vị trí giám đốc ấy. Được chưa? Thế rồi chạy thử. Thấy Liễu Văn Hữu đẹp trai không? Có thấy đẹp trai không? Có. Liễu Văn Hữu có đẹp trai. Đúng chưa? Ê, Hoàn Thành. Thêm sửa xóa dữ liệu cho một bảng. Cho bảng user. À, cho cái thông số của người dùng. Thì test thử đi xem còn vấn đề gì không. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ cho chúng ta một tiếng từ 4:40 cho đến 5:40 để làm phần thêm sửa xóa dữ liệu cho tôi ở trong file product.tt với cái cấu trúc dữ liệu ở trong file này sẽ như sau. Mỗi một cái sản phẩm ở trong product sản phẩm này, mỗi một cái sản phẩm thì nó sẽ có cú pháp như này, ID, tức là cái số định danh của sản phẩm đấy, được chưa? Tiếp theo là tên sản phẩm, product name. Được chưa? Product name.
Tiếp theo là price. Giá. Được chưa? Install. Số lượng còn trong kho là bao nhiêu? Được chưa? Số lượng còn trong kho. Đây là cái gì nữa? À, cái gì nhỉ? Chưa nghĩ ra. À, xuất xứ. Brand. Brand name thuộc về cái hãng nào? Và em. Đây là kết thúc của một cái sản phẩm. Đây là ID. Tên sản phẩm tôi dịch ra cho mọi người nha. Tên sản phẩm này. Giá. Số lượng trong kho này. Và hãng. Đó. Làm giống y như này thôi, thay cho cái data này của chúng ta. Data này là về con người đúng không? Nhưng còn cái file product.tt này nó là về về gì? Sản phẩm. Làm luôn. Một tiếng.